Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về ship tiền giấy Việt Nam nha các bạn. Thì hôm nay mình xin hướng dẫn với tất cả các bạn cách ship một cái cây thương của lão bố quá. Thương lão bố nhân có lão bố, thương là có là thương là mình xem phim Tam Quốc cái cây thương của lão bố quá. Không biết cái này phải cây thương không hay là cây chĩa người ta. Rồi, thì nguyên liệu chuẩn bị gồm có một cái tờ tiền như thế này. Để chờ. Rồi, cứ một cấp cành này trùng với cành này. Tiếp tục các bạn này trùng với cành này. Tiếp theo các bạn này trùng với cành này. Tiếp theo này. Để cho cái phần tay cầm này nó dài á. Thì các bạn quan sát nè, cái phần đây là phần tay cầm nè, đây mình sẽ bẻ ra phía sau đó, để cái mũi nhọn này nó nhỏ lại khi mình canh nè. Đó, đây bẻ ra phía sau, ok chưa? Đó, cái phần tay cầm mình dài nè, bẻ ra phía sau dài hơn. Rồi, tiếp tục gấp cạnh này trùng với cái cạnh giữa này. Tương tự cả ngày cũng vậy. Ok chưa? Tiếp tục nè, các bạn băng cái này ra. Đó, bẻ ngay xuống, bóp này xuống. Tương tự đây cũng vậy. Băng này ra. Bóp này xuống. Rồi. Ok. Tiếp theo thì các bạn nè, căng cái gừng này. Bẻ ngược lên phía trước. Đó, bẻ ngược ra phía trước. Ok chưa? Tiếp tục gấp cạnh này, cái phần này chung với cạnh này. Bóp vô. Đó. Rồi, bẻ này vô. Bóp này xuống. Bóp xuống hay nha các bạn. Bóp xuống để tạo ra cái nếp thôi chứ không có gì đâu. Đây cũng tương tự. Bóp xuống tạo nếp. Rồi, các bạn băng ra. Và đẩy vô trong. Đó, lộn ngược vô trong, gọi là lộn ngược vô trong. Ok. Tiếp tục. Đây cũng vậy. Rồi. Bước tiếp theo các bạn nghe bẻ xuống. Đó. Tiếp theo cái phần này là cái phần tay cầm nên nó sẽ nhỏ hơn cái phần mũi nhọn, nên các bạn gấp thêm một lần nữa, gấp vô cái cạnh giữa nha. Ok. Tiếp tục đây cũng vậy, gấp vô. Các bạn muốn càng nhỏ bao nhiêu thì các bạn gấp nhỏ bấy nhiêu nha. Mình thấy nhỏ như thế là đủ rồi. Đó, tay cầm này. Tiếp theo đó là cái mũi giáo. Mũi giáo nè. Thì bước đầu tiên mình sẽ băng ra chút xíu. Gấp vô cái cành giữa. Ok. Tiếp tục cây cũng vậy. Gấp vô cành giữa. Các bạn muốn mũi giáo nó như thế nào thì các bạn gấp theo ý kiến của mình nha. Rồi, mình thấy muốn mũi giáo nó nhỏ nhọn thì mình bẻ vô. Đây cũng tương tự, bẻ vô. Cho mũi giáo nhỏ. Cánh sơi cảm giác nó đẹp là được rồi. Ok chưa? Ra một cây giáo đây. Chỉnh lại cho nó đẹp nha mấy bạn. Rồi, ổn chưa? Đó, cây giáo. Trong phim kiếm hiệp người ta gọi một lớn cây thương hay sao?
kỹ thuật. Ok chưa? Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha. Các bạn nào có ý kiến gì thì các bạn có thể comment nha. Mình sẽ theo dõi những cái comment của bạn mà để tiếp thu ý kiến để cho những cái đoạn clip sau của mình trở nên hay hơn hơn nha. Rồi, các bạn nào có nhu cầu ship cái gì thì các bạn có thể comment, mình sẽ trả lời lại sau nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại mọi người.